kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lịch sử lớp 11 nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài số 14, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, năm 1918-1939. Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á được xếp vào hàng ngũ các cường quốc tư bản. Trải qua những năm ổn định ngắn ngủi sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật Bản đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế giai đoạn năm 1929-1933. Để tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật Bản đã tiến hành quân Việt hóa bộ máy nhà nước, biến Nhật Bản thành một lò lửa chiến tranh ở châu Á và trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết trong phần 1 Nhật Bản trong những năm 1918-1929. Phần 1 nhỏ Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh 1918-1923. Nhật Bản là nước thứ hai sau Mỹ thu được nhiều lợi trong chiến tranh thế giới thứ nhất, lợi dụng sự suy giảm khả năng kinh tế của các nước tư bản châu Âu. Trong chiến tranh, Nhật Bản cũng đã tăng cường sản xuất hàng hóa và xuất khẩu. Nhờ những đơn đặt hàng quân sự, sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh. Chỉ trong vòng 6 năm từ năm 1914-1919, nền kinh tế của Nhật Bản cũng phát triển vượt bậc với sản lượng công nghiệp tăng 5 lần. Tổng giá trị xuất khẩu tăng gấp 4 lần, dự trữ vàng và ngoại tệ tăng gấp 6 lần, nhưng sau đó lại lâm vào khủng hoảng về nông nghiệp, những tàn dư phong kiến còn tồn tại nặng nề ở nông thôn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế nông nghiệp. Giá lương thực thực phẩm, nhất là giá gạo, vô cùng đắt đỏ, đời sống người lao động không được cải thiện. Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân thì bùng lên mạnh mẽ trong những năm sau chiến tranh. Mùa thu năm 1918, quần chúng nhân dân nổi dậy đánh phá các kho thóc, mở đầu cuộc bạo động lúa gạo lan rộng khắp cả nước, lôi cuốn 10 triệu người tham gia. Đồng thời, những cuộc bãi công của công nhân cũng lan rộng ra các trung tâm công nghiệp lớn như Kobe, Nagoya, Osaka, v.v. Chỉ riêng năm 1919 cũng đã có 2.388 cuộc bãi công của công nhân. Trên cơ sở sự phát triển của phong trào công nhân, tháng 7 năm 1922, Đảng Cộng sản Nhật Bản cũng được thành lập. Bài học của mình hôm nay sẽ dừng lại ở đây nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những bài học tiếp theo của mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhé.